Mến chào quý khán thính giả đang đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Ngọc Sơn nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai. Cơn bão số 3 đã đi qua, nhưng ông Quách Văn Điền ở xóm Rộc, xã Ngọc Sơn, Lạc Sơn vẫn bàng hoàng trước cảnh tượng đất đá trên đồi cao sụt lún xuống căn nhà mà bao công sức vợ chồng ông vun vén. Rất may không có thiệt hại về người. 9 thành viên trong gia đình ông Điền phải di chuyển sang ở nhà tạm thời người thân để đảm bảo an toàn tính mạng và nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tại nhà của ông Điền, cây cối cuốn theo bùn đất nằm chỏng chơ tại sân vườn. Các thành viên trong gia đình ở nhờ nhà người thân trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, không đảm bảo an toàn nếu tiếp tục sinh sống tại căn nhà. Ông Điền trăn trở do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày. Đặc biệt tối qua khoảng 23 giờ vợ chồng tôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy đất đá cuồn cuộn theo dòng nước chảy xối xả xuống chân nhà sàn. Được sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, gia đình tôi may mắn di rời kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng. Nỗi trăn trở của tôi hiện nay là toàn bộ vốn liếng, tiền tiết kiệm gần 200 triệu đồng đã dồn vào xây sửa căn nhà. Giờ ở lại thì lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, chuyển đi cũng chưa biết đi đâu. Chính vì vậy chúng tôi mong muốn chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí giúp gia đình được tái định cư tại nơi ở mới an toàn. Không riêng gì gia đình, ông Điền nằm trong vùng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Xóm Rộc có 116 hộ dân thì có hơn 50% hộ sinh sống tại các khu vực xung yếu. Nguyên nhân chính do địa bàn chủ yếu là đồi núi, địa hình dốc, diện tích đất ở hạn hẹp nên các hộ dân xây dựng nhà ở tại ven sườn đồi. Do địa chất phức tạp tại các khu vực đồi núi cao ít có cây lâu năm phủ xanh đất trống đồi trọc nên nếu mưa lớn sẽ xảy ra tình trạng sạt lở, nước cuốn theo đất đá đổ ập xuống vùng thấp nơi có các hộ dân sinh sống. Toàn xã hiện có 56 xóm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã, do ảnh hưởng của cơn bão số 2 trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài từ 2 ngày nay, gây sạt lở ở nhiều khu vực thôn, xóm và các tuyến đường giao thông. Theo giả soát, 40 ha lúa và hoa màu bị ngập úng, thiệt hại 1,3 tấn cá, 10 điểm sạt lở tại các tuyến đường giao thông liên xóm với trên 1.300 mét khối đất đá. Một hộ dân buộc phải di rời đến nơi an toàn. Tổng thiệt hại ước gần 600 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã huy động toàn bộ lực lượng tham gia di dời người và tài sản đến nơi an toàn, thực hiện phương châm 4 tại chỗ, huy động nhân lực, vật lực nhanh chóng khắc phục thiên tai, tiếp tục phối hợp với các xóm tổ chức rà soát khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao để báo cáo chính quyền các cấp có phương án xử lý kịp thời, phân công cán bộ duy trì chế độ trực, thành lập các chốt cảnh báo tại khu vực không đảm bảo an toàn. Đồng chí Bùi Văn Trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cho biết, chủ động trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã đã phân công lực lượng bám sát địa bàn để kịp thời di rời người và tài sản đến nơi an toàn. Hiện trên địa bàn còn một điểm sạt lở đất đá tại đường giao thông xóm Rộng do khối lượng đất đá lớn. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã tiếp tục huy động nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả thiên tai để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Chính quyền xã mong muốn nhà nước quan tâm hỗ trợ nguồn kinh phí tạo điều kiện cho các hộ sinh sống trong vùng nguy hiểm được di dời đến nơi an toàn. Qua đó, đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Quảng Ninh, nước sông dâng cao, nhiều nơi ngập lụt mái nhà. Hoàn lưu của bão số 3 đã khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có mưa lớn kéo dài, đã khiến nhiều khu dân cư, đường phố bị ngập sâu, gây ảnh hưởng cuộc sống người dân. Theo ghi nhận sáng nay, nước sông Tiên Yên, huyện Tiên Yên lên cao, dâng ngập khu phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên. Đường vào thôn Trác 71, xã Tiên Lãm bị chia cắt do nước lũ dâng cao qua đập tràn. Bão số 3 đã đổ bộ vào đất liền tại khu vực Quảng Tây, Trung Quốc, nhưng hoàn lưu của bão vẫn gây mưa lớn diện rộng tại nhiều địa phương của tỉnh Quảng Ninh. Nhiều đoạn dọc quốc lộ 18A bị chia cắt do nước dâng cao, phương tiện phải quay đầu đi hướng khác hoặc dừng xe chờ nước rút. Mưa lớn kéo dài suốt đêm cho đến sáng nay không ngớt đã khiến các địa phương trên địa bàn tỉnh này như Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí bị ngập lụt. Ngập sâu nhất trên quốc lộ 18A là đoạn qua đường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Hàng loạt xe chết máy nhờ tới cứu hộ giao thông. Thành phố Uông Bí, mưa lớn đã gây ảnh hưởng tới hơn 300 hộ dân, trong đó 38 hộ dân bị ngập sâu đã được lực lượng chức năng di dời người và tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm.
Nhiều người dân Quảng Ninh có đêm thức trắng để di chuyển tài sản vì mưa lớn. Hiện tại một số địa phương ở phía đông của tỉnh Quảng Ninh như huyện Tiên Yên, Bình Liêu, Hải Hà, Đầm Hà và thành phố Móng Cái vẫn còn mưa. Chính quyền đã phát đi thông báo di chuyển người dân ở những nơi xung yếu có nguy cơ sạt lở đã được tới nơi an toàn. Mưa lũ ở Hòa Bình khiến một người đàn ông mất tích. Trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã xuất hiện mưa lũ gây thiệt hại lớn về người, nhà cửa, hoa màu. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình, từ ngày hôm qua đến nay trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và mưa rất to. Lượng mưa lớn nhất đạt 172,4mm tại xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc. Mưa lớn đã gây ra lũ, lũ quét, sạt lở đất tại các địa phương như huyện Lương Sơn, Đà Bắc, Cao Phong. Đặc biệt tại huyện Lương Sơn có một người mất tích. Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày hôm qua. Ông NMT sinh năm 1960, trú tại thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đi xe máy trên đoạn đường gần khu vực cầu Vai Lon, thôn Đất Đỏ. Do trời tối và đoạn đường trơn nên nạn nhân đã trượt xe máy xuống mương nước rồi mất tích, hiện chưa tìm thấy. Đồng thời, 7 hộ dân bị thiệt hại lớn do mưa lũ, cụ thể huyện Cao Phong 1 hộ, huyện Đà Bắc 6 hộ gia đình. Tại huyện Đà Bắc, diện tích lúa bị ngập lên đến khoảng 1 hectare tại xóm Độc, xã Nánh Nghệ, trường tiểu học và trung học xã Trung Thành bị ngập sâu 20m tường bao và có 17 điểm sạt lở trên địa bàn huyện. Sau khi nắm bắt được thông tin, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình đã kịp thời chỉ đạo các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa lũ nhanh chóng triển khai các biện pháp tiêu thoát úng cho hoa màu, cắm biển cảnh báo khu vực mất an toàn, khắc phục những vị trí sạt lở nhằm đảm bảo an toàn. Đơn vị đã yêu cầu các địa phương tổ chức huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích, tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, mưa lũ để có biện pháp ứng phó kịp thời. Ninh Bình, mưa lũ khiến nhiều nhà dân bị ngập nước. Những ngày qua mưa lớn kéo dài, kèm theo nước ở thượng nguồn đổ về khiến nhà cửa của các hộ dân tại thôn Cao Thắng, xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình bị ngập sâu trong nước, giao thông đi lại bị chia cắt. Do vị trí nằm ở ngoài đê, mỗi khi mưa lớn, nước lũ thượng nguồn từ Hưng Thi, Hòa Bình đổ về khiến hàng trăm hộ dân tại thôn Cao Thắng, xã Đức Long, Nho Quan ngập trong biển nước. Đây là trận lũ lụt đầu tiên trong năm 2022 xảy ra tại thôn Cao Thắng. Theo người dân ở đây cho biết, nước lũ bắt đầu đổ về từ chiều ngày hôm qua khiến nhà cửa, ruộng vườn, đường xá ở đây chìm trong biển nước. Mọi sinh hoạt của người dân ở đây gặp nhiều khó khăn, giao thông đi lại bị chia cắt. Do nằm ngoài đê Lợi Hà nên hầu như năm nào người dân ở đây cũng bị ngập lụt. Bà Bùi Thị Nhi, bí thư chi bộ thôn Cao Thắng cho biết, nước lũ thượng nguồn đổ về bắt đầu từ chiều hôm qua và lên khá nhanh, nhất là những khu vực trũng ở giữa làng, nước ngập sâu lên đến 1m. Hiện nay hầu hết các tuyến đường giao thông trong thôn bị ngập, người dân phải di chuyển bằng thuyền. Thôn Cao Thắng hiện có trên 200 hộ dân với hơn 1.000 nhân khẩu. Năm nào người dân ở đây cũng phải hứng chịu 5 đến 7 trận lụt, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Cao Thắng cũng là thôn duy nhất của xã Đức Long chưa có nước sạch. Chính vì vậy, mỗi khi xảy ra lũ lụt, các giếng khoan đều bị ngập. Nước dùng trong sinh hoạt của người dân hầu như không có, bà Nhi nói. Có mặt tại thôn Cao Thắng vào chiều hôm nay, theo ghi nhận của phóng viên, nước đã bắt đầu rút, tuy nhiên nhiều khu vực trong thôn Cao Thắng vẫn còn ngập sâu, giao thông đi lại trong thôn vẫn đang bị chia cắt. Mọi sinh hoạt của người dân ở đây vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Cảnh báo nguy hiểm khi đi qua các đập tràn trong mùa lũ ở Phú Thọ. Với đặc thù là địa phương có mật độ sông suối dày đặc, địa hình bị chia cắt, mùa lũ tại tỉnh Phú Thọ luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét bất ngờ, đặc biệt tại các huyện miền núi vùng cao có nhiều đập tràn giao thông. Tại tỉnh Phú Thọ, mỗi khi mùa mưa lũ đến, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông suối dâng cao, các đập tràn thường xuyên ngập chìm trong dòng nước chảy xiết, trở thành mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông khi muốn đi qua. Mặc dù công tác tuyên truyền cảnh báo trước và trong mùa lũ đã được các cấp các ngành chức năng tăng cường đẩy mạnh, tuy nhiên hàng năm vẫn xảy ra không ít các vụ tai nạn thương tâm. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ, năm 2021 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 đợt thiên tai, khiến 4 người chết, trong đó 1 người bị lũ cuốn trôi. Hôm qua, sau cơn mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 3, nước lũ dâng cao chảy xiết đã khiến một cán bộ y tế bị lũ cuốn trôi khi đang cố gắng đi qua đập tràn tại xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn. Thực tế cho thấy các vụ tai nạn xảy ra tại các đập tràn đa phần là vì người dân cố tình đi qua đập dù không an toàn. Sẽ rất nguy hiểm khi người dân có tâm lý chủ quan vì nắm chắc địa hình, tự tin và khả năng ứng phó và bỏ qua những cảnh báo nhắc nhở nên đã xảy ra các sự cố đáng tiếc.
Đối với các xe ô tô, xe khách, mặc dù có trọng tải lớn mang lại cảm giác an toàn, nhưng nếu dòng nước chảy xiết, dâng cao vượt gầm xe, khả năng sức nước có thể đẩy trôi xe hoặc khiến xe bị kẹt giữa đập tràn và hoàn toàn có thể xảy ra. Ông Kiều Đức Mạnh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thanh Sơn, các cấp các ngành của huyện thường xuyên có các biện pháp như cắm biển báo nguy hiểm, lập barrier chắn tại các điểm ngập nước đập tràn, đồng thời tuyên truyền cảnh báo người dân về những mối nguy hiểm trong mùa mưa lũ. Huyện Thanh Sơn sẽ luôn sát sao chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để bảo vệ tính mạng tài sản cho người dân, đồng thời khuyến cáo người dân cần cẩn trọng đánh giá được mức độ nguy hiểm của các đập tràn khi mùa mưa lũ đến để phòng tránh, ông Mạnh thông tin. Để phòng tránh rủi ro khi lưu thông qua các khu vực ngầm, đập tràn vào mùa mưa lũ, ngoài việc đặt các hệ thống biển cảnh báo barrier cầu chắn, các địa phương cần tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở người dân về sự nguy hiểm của các đập tràn khi mưa lũ đến. Cùng với đó, các xã, thôn, bản có đập tràn cần tổ chức giám sát theo dõi, cử người túc trực thường xuyên, kiên quyết không để cho người dân cố ý vượt đập tràn khi nước lũ dâng cao, nhanh chóng xử lý các sự cố trong phạm vi khả năng. Đối với người dân, cần chú ý hệ thống các biển báo, nước đo mực nước sâu, cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.